Vương xin kính chào quý vị. Hôm nay, chủ nhật ngày 27 tháng 4, 2020, kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, còn là ngày kỳ dỗ của năm vị tướng Việt Nam Cộng Hòa đã tuần tiết. Sự hy sinh cao quý này đã để lại một trang sử cho thế hệ hậu duệ với lòng tôn kính và ngàn đời biết ơn. Để kính nhớ ơn người nằm xuống, vì chính nghĩa, VTV xin trân trọng gửi đến quý vị bản tin tài liệu về ngũ hộ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình do Minh Thúy và Võ Thiện Toàn thực hiện. Để mở đầu, quý vị cứ mời quý vị theo dõi phần 1. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, mùa hè đỏ lửa năm 1972, phải nói đó là một mùa hè, thời gian dài như một thế kỷ đối với người dân miền Nam Việt Nam, cũng như những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại mặt trận Bình Long An Lộc năm 1972 cũng như tại hai mặt trận Quảng Trị và Khâm Tâm, quân Cộng sản Bắc Việt đã bị những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của các đơn vị nhảy dù, biệt động quân, biệt cách nhảy dù và đặc biệt với sư đoàn 5 bộ binh dưới quyền chỉ huy của tướng Lê Văn Hưng, anh Dũng đánh lui toàn bộ quân Cộng sản Bắc Việt. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng sinh ngày 27 tháng 3 năm 1933 tại gia đình xuất thân khóa năm sĩ quan trừ bị Thủ Đức, mãn khóa vào tháng Giêng năm 1955. Sau ngày ra trường, ông đã có một thời gian dài chiến đấu tại chiến trường miền Tây qua các chức vụ, chỉ huy từ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Năm 1966, ở cấp thiếu tá, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 31 bộ binh. Cũng trong năm 1966, ông được các phóng viên chiến trường vinh danh là một trong ngũ hổ miền Tây, cùng với bốn sĩ quan khác là Đại úy Sư đoàn 21 Bộ Binh Hồ Ngọc Cẩn, Thiếu tá Biệt Động Quân Lư Trọng Kiệt, Thiếu tá Biệt Động Quân Nguyễn Văn Huy, Đại úy Sư đoàn 21 Bộ Binh Dương Văn Trổ. Năm 1968, với cấp bậc trung tá, ông đã chỉ huy Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 Bộ Binh, lập nhiều chiến công tại chiến trường Hậu Giang, và được thăng cấp đại tá. Giữa tháng 6 năm 1971, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh. Hơn 9 tháng sau, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Cho đến ngày 3 tháng 9 năm 1972, ông được giữ chức vụ tư lệnh phó quân khu 3. Một năm sau thì chuẩn tướng Hưng được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Cuối tháng 10 năm 1974, ông đảm nhận chức vụ tư lệnh phó quân đoàn 4 và đã tự sát vào tối ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Cần Thơ. Trong hơn 2 tháng chỉ huy lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại mặt trận An Lộc, người anh hùng An Lộc, chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã cùng với chiến sĩ các cấp giữ vững phòng tuyến tỉnh lỵ Bình Long. Tướng Lê Văn Hưng tự hạn chế mọi tiện nghi riêng cho sự sống còn của Bình Long. Vì ông cho rằng nếu không còn mạch điện cung cấp cho hệ thống liên lạc, thì An Lộc sẽ bị thất thủ tức khắc. Tướng Hưng chỉ sử dụng một máy phát điện, hai máy phát điện còn lại phòng hờ cho trường hợp máy đang phát bị trúng đạn pháo kích. Tướng Lê Văn Hưng và tướng Nguyễn Khoa Nam là hai vị tướng đã ba lần từ chối mời di tản sang ngoại quốc của viên cố vấn Hoa Kỳ, cường quyết ở lại tử chiến, bảo vệ mảnh đất quê hương. Theo một số tài liệu tại Hoa Kỳ khi nhắc đến chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tên của ông thường được nhắc đến cùng với câu nói nổi tiếng của ông liên quan tới trận chiến An Lộc năm 1972, đó là Tôi sẽ sống chết cùng với An Lộc. Tướng Lê Văn Hưng qua bài viết của tác giả James E. Parker Jr. ghi lại Trong suốt thời gian về làm việc tại vùng châu thổ sông Kiểu Long, tức là vùng bốn chiến thuật, nhất là tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Tác giả trong vai trò Case Officer của CIA nên luôn có dịp gặp tướng Hưng. Ngày đầu tiên diễn kiến với tướng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, tác giả hơi thấy làm lạ về cách đánh giặc và điều quân của tướng Hưng là thủ nhiều hơn công. Đôi khi hai bên trao đổi và thảo luận về kế hoạch quân sự trong vùng. Tại sao lại đánh một trận chiến đang thua? Tác giả thắc mắc thì tướng hưng cười và nói Tôi đâu có sự lựa chọn nào khác Rồi ông chậm rãi nói tiếp Đây là đất nước của tôi Trong trận chiến, vào sáng sớm Ông thường đắp trực thăng, đi thị xác Và trao đổi với các đơn vị trưởng ở địa phương Trở về họp tổng kết tại bộ chỉ huy sư đoàn Và thỉnh thoảng họp khẩn về ban đêm Tướng Hưng tin rằng cuộc chiến đấu thật sự cho vùng châu thổ đang diễn ra ở những nơi khác có thể là trong các buổi họp tại Sài Gòn hay là Washington. Ông là một người theo đạo Phật, ông tin vào định mệnh và nhân quả. Những gì đang xảy ra đều là có sự an bài và xếp đặt trong vũ trụ theo luật nhân quả. Vào tháng 2 năm 1975, do yêu cầu của cấp trên từ Cần Thơ và Sài Gòn, Tướng Hưng đã ra lệnh tấn công một lực lượng quân sự trọng yếu của Cộng sản tại mạng đông tỉnh Chương Thiện một mật khu lâu đời trong rừng U Minh. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất và cực khổ nhất của Tấn Hưng, với những điều kiện khó khăn và phương tiện hạn hẹp. Chỉ còn cách tấn công địch theo lối liệu cơm gấp mắm, thiếu hụt đủ thứ, phi vụ không quân hạn chế nên không vận chuyển kịp thời các quân cụ, khí giới nặng, điều động nhanh các đơn vị chiến đấu tấn công thần tốc. Quân đội Hoa Kỳ tuy để lại nhiều súng đạn đại bác, nhưng thiếu đạn, nhiều mình claymore nhưng không có đủ bộ phận kích hỏa, còn nhiều loại đạn dược nhưng lại không có ngòi nổ. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ huy tài giỏi, sự can cường và thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng Cộng sản Bắc Việt đã bị đẩy lùi sâu vào rừng U Minh khi chiến dịch kết thúc. Trận đánh lớn như vậy tất nhiên là chiến trường tàn cuộc phải tàn tóc, sự chết chóc và thương tật cả đôi bên phải nhiều. Tâm trạng của Tướng Hưng trong hoàn cảnh tàn cuộc chiến đó, Tướng Hưng không biết chắc là trong thực tế mình thật sự là chiến thắng hay không. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nghe lệnh đầu hàng vô điều kiện của Dương Văn Minh, ông nói, thà chết chứ đâu thể bó tay trơ mắt nhìn việc cộng tràn vào. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tướng Lê Văn Hưng đã nhắn gọi vợ ông đến văn phòng làm việc tại Cần Thơ. Ông không hề nghĩ tới việc diễn kiến và thảo luận với một giới chức Việt cộng tên là Hoàng Văn Thạch để bàn giao vùng hậu Giang cho cộng sản. Ông không bỏ nước để thoát thân, ông có trách nhiệm với những quân nhân đã dành mạng sống của họ ở vị trí trấn thủ. Ông đã ở lại bằng một sự lựa chọn vinh dự. Ông phải tự quyết định sinh mạng của mình. Ông nói, tôi bằng lòng chọn cái chết tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành, theo nước, chứ không thể bỏ dân, bỏ nước, trốn chạy cầu an. Khi vợ và các con bước vô phòng làm việc của ông, tướng Lê Văn Hưng trong bộ quân phục nghiêm chỉnh vẫn còn trên người, nói lời chia tay và cúi xuống hôn từng đứa con. Bên ngoài văn phòng, nhiều sĩ quan và binh lính thuộc cấp lần lượt kéo tới, đứng xếp hàng ngoài sân, chờ đợi lệnh. Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố việc chiến đấu đã chấm dứt. Ông nói, nước đã mất là do lãnh đạo kém tại Sài Gòn. Và xin thuộc cấp tha thứ lỗi của ông nếu như cá nhân của ông đã có những lầm lỗi nào đó. Tôi chấp nhận cái chết, vĩnh biệt các anh em. Tướng Hưng nói dứt câu đưa tay lên chào và bắt tay từng người một. Ông yêu cầu mọi người ra về và chỉ một mình bước vô phòng làm việc chỉ trong khoảnh khắc sau đó một tiếng súng nổ vang lên đằng sau cánh cửa. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã dùng viên đạn cuối cùng của mình để tự sát, kết liễu cuộc đời mình vào lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ông mới 42 tuổi. Ông được an táng tại khu đất của gia đình trên đường Nguyễn Viết Thanh, thuộc thị xã Cần Thơ. Kính thưa quý vị, đúng như câu dân gian thường nói về những vị dũng tướng. Sinh vi tướng, tử vi thần, và chuẩn tướng Lê Văn Hưng là một vị thần tướng, đã theo gương tiền nhân, bảo toàn khí tiết. Ông đã nằm xuống không phải vì ông hèn nhát, mà ông nằm xuống vì muốn bảo toàn sáu chữ mà ông đã từng mang trên người, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm của một người lính lên hàng tối thượng cũng như lý tưởng cao đẹp của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từ bỏ cuộc sống của họ cho đất nước. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã để lại bao núi tiếc thương trong lòng mọi người vào những ngày cuối tháng tư đen tại Cần Thơ. Cảm ơn quý vị bằng giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 2 Ngũ Hổ Tướng Việt Nam Cộng Hòa. một trong những hồi ức rất đẹp và rất hào hùng mà chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ còn để lại trong chiến sử Việt Nam là lúc ông cầm khẩu súng chống chiến xa M-72 nhoài người lên khỏi hầm chỉ huy của chuẩn tướng Lê Văn Hưng tại An Lộc bắn cháy một chiếc T-54 chạy lần quần sát một bên. Trong lúc chuẩn tướng Hưng đã thủ sẵn một trái lựu đạn trong tay để cùng chết với quân địch, Đại tá Vĩ đích thực là một khuôn mặt lừng lẫy của miền Đông khi ông về phục vụ dưới cờ sư đoàn 5 bộ binh từ năm 1968. Đại tá Vĩ nổi tiếng là một chiến binh quả cảm, một sĩ quan mẫn cán, năng nổ, có tài tham mưu và chỉ huy. Sau chiến thắng An Lộc, Đại tá Vĩ được đề bạt lên làm Tư lệnh Phó sư đoàn 21 bộ binh cho đến gần cuối năm 1974 sau một khóa học chỉ huy và tham mưu cao cấp bên Hoa Kỳ về. Cái ghế và văn phòng tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đang chờ đợi ông cùng với chiếc lon mới chuẩn tướng. Chuẩn tướng Vĩ với con mắt nể trọng của chiến sĩ sư đoàn 5 bộ binh là một vị chỉ huy siêng năng và đáng kính. Người nổi tiếng thanh liêm và chống tham nhũng, bản tính của người bộc trực và dễ nổi nóng trước cái ác và cái xấu. Một số sĩ quan trong sư đoàn làm chuyện càng quấy, ăn chặn trên xương máu của chiến sĩ đều bị người trừng trị thẳng cánh. Chuẩn tướng Vĩ là một trong những vị tướng hiếm hoi, có tinh thần tự trọng cao độ, không bao giờ ý lại mọi sự trợ giúp từ phía Hoa Kỳ. Người ta nhìn thấy ông ở một tinh thần tự lực cánh sinh và có nhiều sáng kiến khi phải đương đầu với những vấn đề khó khăn. Về quân sự, một người có tầm nhìn chiến lược rất bao quát, và thường hay bày tỏ với các sĩ quan tham mưu. Tôi nghi ngờ chúng không đánh mình ngoài này, mà sẽ tìm cách len lỏi đi thẳng về Sài Gòn. Sự phán đoán đó về sau đã hoàn toàn đúng. Một quân đoàn Bắc Việt không giao chiến với sư đoàn Nam Bộ Binh, mà tìm cách len lỏi xuyên qua những điểm bố trí của sư đoàn hối hả tiến về Sài Gòn để dứt điểm tướng Dương Văn Minh. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Họp tham mưu sư đoàn xong, Chuẩn Tướng Vĩ và toàn ban sĩ quan ngồi bên chiếc máy thu thanh, chờ nghe Tướng Minh đọc nhật lệnh quan trọng. Trong thâm tâm của Chuẩn Tướng Vĩ, người cứ tưởng là Tướng Minh sẽ kêu gọi toàn quân chiến đấu đến cùng, hoặc là di tản về miền Tây tiếp tục đánh. Thực chất, chỉ là một nhật lệnh ngắn ngủi, khô khan, kêu gọi chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa các cấp buồn súng, ai ở đâu thì ở đó và chờ binh đội cộng quân đến bàn giao. Chuẩn tướng Vĩ nghiến răng miễn cưỡng ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước cổng căn cứ và cho quân thuộc cấp giải tán. Trước khi chia tay, chuẩn tướng Vĩ đã mời các sĩ quan cùng ăn một bữa tối cùng với ông. Nhìn khuôn mặt trầm buồn và ánh mắt u uất của vị tư lệnh, các sĩ quan đoán chắc thế nào ông cũng tử tiếc để bảo toàn danh dự người làm tướng. Cho nên họ đã khéo léo giấu hết súng bữa cơm vĩnh biệt được dọn ra. Những hạt cơm trắng ngần trong khoảng khắc đó dường như có vị mặn của máu và cứng ngắc như những hạt sỏi. Mọi người còn đang dùng cơm thì chuẩn tướng vĩ bỗng bỏ ra ngoài, đi nhanh về hướng chiếc trailer dùng làm văn phòng tạm cho tư lệnh. Các sĩ quan kinh hoàng khi nghe hai tiếng nổ đanh gọn phát ra từ chiếc trailer. Mọi người hối hả chạy ùa tới mở cửa thì thấy chuẩn tướng vĩ nằm trên vũng máu, và người đã thật sự ra đi. Trên tay còn cầm khẩu Beretta 6.35 mà mọi người không nhớ là nó còn nằm trong chiếc trailer. Chuẩn tướng vĩ đã bắn vào phía dưới cầm, đạn đi trổ lên đầu. Khi các vị sĩ quan và binh đội cộng sản vào tiếp quản danh trại, thì sĩ quan sư đoàn cao cấp của địch đã nghiêng mình kính phục khí tiết của chuẩn tướng vĩ và nói, đây mới xứng đáng là con nhà tướng các chiến sĩ sư đoàn chuyển thi thể của vị tướng ra an táng trong rừng cao su gần doanh trại bộ tư lệnh. Ít lâu sau thì thi thể của chuẩn tướng Vĩ lại được thân nhân bốc lên, đem về cải táng ở hạnh thông Tây, Gò Vấp, Sài Gòn. Năm 1987, ba cụ thân mẫu của chuẩn tướng Lê Văn Vĩ lặng lội vào Nam, hỏa thiêu hài cốt của người vị anh hùng và đem về thờ ở từ đường họ Lê Nguyên, tại quê nhà ở tỉnh Sơn Tây. cùng với tấm lòng của những người mẹ thương con bao la, mênh mông như đại dương. Bà cụ thân mẫu của chuẩn tướng Trần Văn Hai, tuổi già tấm lưng còng, còm cõi với thời gian, đã mưu trí gạt được quân cộng đang tràn ngập trong căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, nơi đặt bộ tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, đem được thi thể của vị tư lệnh về gò vấp mai táng. Bà rưng rưng nước mắt nghẹn ngào, nhận gói di vật của con bà từ tay của một vị trung úy thuộc cấp. Trong đó, có một vài vật dụng cá nhân và số tiền 2 tháng lương khiêm nhường của chuẩn tướng là 70.000 đồng. Là một người con hiếu thảo, trước khi ra đi, người còn cố gửi về cho mẹ số tiền nhỏ bé đó. Lúc còn sống, chuẩn tướng Hai nổi tiếng là một vị tướng thanh liêm, cuộc đời thanh đạm, không có của cải vật chất gì đáng kể. Ngoài chiếc xe jeep của quân đội cấp cho, thì khi người ra đi, người chỉ để lại cho hậu thế thanh danh thần tướng, cùng tấm lòng son sắc đối với dân tộc và tổ quốc. Tài năng của chuẩn tướng hai được xác định bằng những chức vụ quan trọng trong hệ thống quốc gia như tỉnh trưởng Phú Yên, chỉ huy trưởng biệt động quân, tư lệnh phó quân đoàn 2, quân khu 2, tư lệnh cảnh sát quốc gia và sau cùng là tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh đảm nhiệm những chức vụ cao tột độ như vậy mà người vẫn sống một cuộc sống bình dị nghiền ngẫm kinh phật trên tay lúc nào cũng thấy những loại sách học hỏi khác nhau chuẩn tướng hai cũng nổi tiếng là vị tướng thương yêu và chăm lo cho đời sống chiến binh các cấp dưới quyền hết mực thậm chí còn coi thường cả mạng sống như câu chuyện trở thành huyền thoại về đại tá hai chỉ huy trưởng biệt động quân vào đầu năm 1968, đã cùng với vài sĩ quan đáp phi cơ C-123 ra tận chiến trường Khe Xanh và nhảy xuống, lặn lội ra từng chiến hào tiền tuyến thăm hỏi khích lệ chiến sĩ của tiểu đoàn 37 biệt động quân dưới những cơn mưa pháo rền trời của địch. Năm 1974, định mệnh đã đưa chuẩn tướng Hai về làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh để tên tuổi của người lưu lại nghìn thu trong sử sách bằng một cái chết hào hùng mà đã làm cho quân địch kinh hoàng. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, chừng hơn một tuần, đích thân của Tổng thống Thiệu đã cho máy bay riêng xuống rước chuẩn tướng hai di tản. Mặc dù chuẩn tướng hai không phải là người thân cận hay thuộc phe phái của ông Thiệu, điều đó cho thấy uy tín của ông rất lớn. Chuẩn tướng hai thẳng thắn từ chối và cương quyết ở lại sống chết với chiến hữu của ông chuẩn tướng hai trong ngày cuối cùng vẫn tươm tất uy nghi trong bộ quân phục tác chiến ngồi trong văn phòng tư lệnh chờ quân địch đến người ôn tồn khuyên bảo các sĩ quan và chiến binh thuộc cấp trở về với gia đình nhưng có một số vẫn nhất quyết ở lại bảo vệ vị chủ tướng của mình vì họ biết chuẩn tướng hai sẽ không bàn giao căn cứ đồng tâm hoặc nếu có bàn giao thì cái phương thức của ông sẽ làm không phải là phương thức kiểu đầu hàng một con người đã từng chiến đấu bảo vệ đất nước hơn 20 năm. Không có một lý do gì, người lại giao lại cho địch một cách dễ dàng. Khoảng xế trưa, một đơn vị cộng quân thận trọng tiến vào đồng tâm và nhỏ nhẹ đề nghị xin được tiếp quản căn cứ. Chuẩn tướng hai ngồi ngay ngắn sau bàn, bên trên có hai cái ghế nhỏ gắn lá cờ Việt Nam và lá cờ tướng một sao. Nghiêm nghị đòi hỏi một vị tướng sư đoàn trưởng đến gặp ông. Ngoài điều kiện đó, ông không muốn bàn chuyện nào khác. Tình hình rất căng thẳng, hai bên gươm súng ghiềm nhau. Mãi lâu sau mới có một người gõ cửa xin vào rụt rè tự nhận là sư đoàn trưởng. Chuẩn tướng hai bất ngờ rút súng lục ra, nổ mấy phát vào viên sĩ quan địch. Với khoảng cách rất gần đó, ông có thể giết chết đối phương dễ dàng, nhưng ông chỉ bắn ông này bị thương nhẹ, phải bỏ chạy ra ngoài. Để cho địch biết rằng muốn chiếm được miền Nam thì họ phải trả một cái giá nào đó. Chiều tối cùng ngày thì chuẩn tướng hai đã uống thuốc độc tự sát trong văn phòng tư lệnh. Những người anh hùng của dân tộc Việt Nam, những chiến sĩ dũng mãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa suốt đời tận tụy với nước non đã dâng hiến cho tổ quốc những giọt máu thấm đỏ, tinh khôi cuối cùng của mình. Tên tuổi và tấm gương chiến đấu của những vị thần tướng ấy mãi mãi lưu lại trong lịch sử Việt Nam và được dân tộc Việt Nam ngàn đời phụng thờ hương khói kính thưa quý vị vtv sáng nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay nông góp ý kiến cho vtv xin email về vtvnews gmail com bích phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình